quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định về việc tiếp tục duy trì thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Theo đó, quán triệt tinh thần tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan lơ là, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao. Bên cạnh đó sẽ nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch, cụ thể từ 0 giờ ngày hôm nay 22 tháng 6 cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc gội đầu, dịch vụ ăn uống trong nhà, bảo đảm khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Nhà hàng rượu, quán rượu, bia chỉ được phép bán hàng mang về. Thưa quý vị, Bộ Y tế sáng nay ghi nhận thêm 47 ca mắc COVID-19, gồm tại thành phố Hồ Chí Minh 36 ca, Bắc Giang 9 ca, Nghệ An 1 ca và Gia Lai 1 ca. Trong đó 44 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Hiện Việt Nam có tổng cộng 11.827 ca ghi nhận trong nước và 1.703 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 10.257 ca ghi nhận ở 42 tỉnh thành. Đã có 5.453 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, tử vong là 69 ca. Cho đến thời điểm này có 18 tỉnh đã qua 14 ngày và 8 tỉnh đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Căn cứ tình hình thực tế và đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Hải Dương, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương cũng đã quyết định từ 0 giờ ngày hôm nay, toàn tỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Nhiều ngành nghề kinh doanh được hoạt động trở lại như là bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, khu luyện tập thể thao, di tích, danh lam thắng cảnh, chỉ phục vụ khách nội tỉnh. Nhà hàng, quán ăn, quán cà phê được phép phục vụ tại chỗ. Nơi công cộng không tập trung quá 30 người, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. Tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi giải trí, cơ sở chiếu phim, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, quán games. Sau quá trình tiêm thử nghiệm, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức triển khai tiêm trên diện rộng từ chiều ngày hôm qua. Trong chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 quy mô lớn lần này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm hết 804.000 liều vaccine tại gần 1.000 điểm tiêm trong 5 ngày và 1 ngày rưỡi để tiêm vét. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thực hiện tiêm chủng cho các đối tượng như người cung cấp dịch vụ thiết yếu, giáo viên, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính, công nhân. Với đối tượng công nhân, thành phố sẽ tiêm cho 280.000 công nhân trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khoảng 40.000 công nhân trong khu công nghệ cao, 20.000 người trong khu công viên, phần mềm Quang Trung. Đây là chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ký quyết định về việc kết thúc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với thành phố Hà Tĩnh. Thời gian thực hiện kể từ 0 giờ ngày 22 tháng 6. Theo đó, UBND thành phố Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, các cuộc họp, hội nghị khi được Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh cho phép tổ chức thì không được quá 20 người một phòng, không tập trung từ 15 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Mọi người thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét tại các điểm công cộng. Tỉnh cho phép các cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ, khu di tích, điểm công cộng tại thành phố Hà Tĩnh cùng 12 huyện thị xã được hoạt động trở lại nhưng phải trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc. Các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trường xây dựng trong tỉnh tiếp tục được duy trì. Vận tải hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh đến các điểm không có dịch được hoạt động trở lại, song phải tuân thủ quy định chống dịch. Hoạt động lễ hội, tôn giáo, thể thao, sự kiện tập trung đông người chưa được tổ chức. Cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dễ bị lây nhiễm như khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, karaoke, vũ trường, massage tiếp tục dừng. Tiếp tục với những thông tin quốc tế, thưa quý vị, ngày 21 tháng 6, Ấn Độ đã lập kỷ lục thế giới về số liều vaccine COVID-19 được tiêm trong vòng một ngày ở mức hơn 8,4 triệu lượt người. Tổng số mũi tiêm vaccine COVID-19 tại quốc gia Nam Á này đã vượt qua mốc 283 triệu kể từ khi chiến dịch tiêm chủng bắt đầu vào ngày 16 tháng 1. Trước đó, kỷ lục số mũi tiêm trong một ngày của Ấn Độ được xác lập hôm 1 tháng 4 với 4,8 triệu. Cho tới tháng 6, số mũi tiêm vaccine COVID-19 trung bình mỗi ngày ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới này là khoảng 3,1 triệu lượt người mỗi ngày. Hôm qua 21 tháng 6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã công bố chính phủ bắt đầu triển khai giai đoạn tiếp theo của chương trình tiêm chủng với tên gọi vaccine miễn phí cho tất cả, dành cho mọi người dân của Ấn Độ. Theo đó, tất cả công dân Ấn Độ trên 18 tuổi đều sẽ được tiêm hoàn toàn miễn phí.
Đại diện của Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ gặp gỡ các quan chức của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Lisbon, Bồ Đào Nha vào ngày 22 tháng 6 để bàn thảo việc nối lại các chuyến du lịch xuyên Đại Tây Dương. Chương trình nghị sự sẽ tập trung vào hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố, sự trao đổi có đi có lại về thị thực EU và Mỹ, cũng như triển vọng nối lại du lịch giữa hai bờ Đại Tây Dương sau đại dịch COVID-19. Chủ đề này đã được nhóm chuyên gia hai bên họp bàn hôm 18 tháng 6 vừa qua. Vào tuần trước, Mỹ đã nới lỏng khuyến nghị đi du lịch nước ngoài đối với công dân của mình đến các nước châu Âu, bao gồm cả Đức, nhưng không thay đổi lệnh cấm nhập cảnh đối với khu vực từ du khách từ khu vực Schengen và một số khu vực khác. Thưa quý vị, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết nước này đang thử nghiệm kế hoạch dỡ bỏ quy định tự cách ly cho những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 nếu họ có tiếp xúc với những người mắc bệnh. Thay vì được yêu cầu tự cách ly, những người này sẽ được tiến hành xét nghiệm. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Y tế Anh, nếu kế hoạch thử nghiệm này có vấn đề thì phương án này sẽ được dừng áp dụng. Dù đạt tỷ lệ tiêm chủng cao hàng đầu châu Âu với khoảng 46% dân số đã được tiêm đủ 2 mũi, Anh đang lo ngại sự lây lan của biến thể Delta được phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ. Chính phủ nước này đã phải lùi lộ trình dỡ bỏ phong tỏa đất nước thêm 4 tuần so với kế hoạch dự tính. Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật thuộc Bộ phận Dịch bệnh Khẩn cấp của WHO tuyên bố các loại vaccine phòng COVID-19 hiện nay ít hiệu quả hơn đối với biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ, song vaccine vẫn ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng và tử vong. Theo chuyên gia này, nghiên cứu mới đây được đăng trên tạp chí y khoa The Lancet xem xét mức độ trung hòa từ các biến thể phổ biến gần đây của virus đã cho thấy điều đó. Rõ ràng những đột biến trong các biến thể của SARS-CoV-2 có thể dẫn tới việc các loại vaccine trở nên kém hiệu quả. Chuyên gia của WHO cảnh báo sẽ có thời điểm mà những đột biến trong một biến thể sẽ khiến các loại vaccine mất tác dụng và WHO muốn bảo đảm sẽ ngăn chặn được điều này. Còn tại thành phố Đà Nẵng, ổ lây nhiễm mới tại thành phố này đã ghi nhận đến trường hợp F2 bị lây nhiễm COVID-19. Do đó mà các cơ quan chức năng đã phải tiến hành truy vết, khoanh vùng và cách ly tuyệt đối đến cả trường hợp F2. Bên cạnh đó, từ hôm nay, Đà Nẵng áp dụng việc giám sát chủ động gồm tăng tốc xét nghiệm và chấn chỉnh các lỗ hổng để ngăn chặn các nguy cơ dịch từ bên ngoài vào thành phố. Từ bệnh nhân nam là bảo vệ tại công ty nhựa Duy Tân, đến nay Đà Nẵng đã xác định hai nhánh lây nhiễm lớn. Một là chùm bệnh liên quan đến nơi gia đình bệnh nhân sinh sống và chùm thứ hai là tiệm bánh bên cạnh công ty nhựa Duy Tân. Tốc độ lây nhiễm của cả hai chùm ca bệnh này được Sở Y tế Đà Nẵng đánh giá là rất nhanh. Cùng với cái việc truy vết thì chúng ta phải tiến hành cái việc xét nghiệm theo cái kế hoạch mới để đảm bảo cái việc chúng ta bao phủ được cái mức độ xét nghiệm. Đánh giá về bùng phát dịch trở lại lần này là lỗ hổng trong công tác giám sát nguồn lây nhiễm từ bên ngoài. Do đó, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những hạn chế, nhất là sự lơ là, thiếu trách nhiệm để dẫn đến việc nguồn lây từ thành phố Hồ Chí Minh đã xâm nhập vào thành phố vào ngày 10 tháng 6 vừa qua. Xem xét lại và tiến hành tổ chức lại cái việc kiểm soát ở các cái chốt để đảm bảo các cái điều kiện để vừa kiểm soát được nhưng mà chúng ta cũng đảm bảo cho cái lực lượng làm nhiệm vụ ở đó hoàn thành được nhiệm vụ và người dân khi đi qua các chốt cũng hạn chế được các cái khó khăn cho người dân. Hiện nay các cơ quan chức năng tại Đà Nẵng được yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp khai báo gian dối, không trung thực, cố tình làm sai lệch thông tin để vào thành phố. Hôm nay công an Đà Nẵng cũng đã khởi tố ông Nguyễn Quang Trọng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Amida vì tội vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người khiến dịch bùng phát tại thẩm mỹ viện Amida vào tháng 5 vừa qua. Trưa nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 lớn nhất của thành phố. Gần 1.000 đội tiêm đã chính thức tiêm đại trà giúp thành phố từng bước hình thành hệ miễn dịch COVID-19 trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngay trong sáng ngày hôm nay thì Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp những thông tin liên quan đến việc chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 lớn nhất trong lịch sử tại Thành phố Hồ Chí Minh và với 836.000 liều đang được điều động vào Thành phố Hồ Chí Minh để tiêm cho những đối tượng là công nhân đang làm việc tại các công ty, khu chế xuất và công nghiệp và những cái đối tượng tuyến đầu chống dịch thì dự kiến là nếu tiêm hết đợt thứ tư này, Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 6% dân số được tiêm ít nhất là mũi 1. Và trong thời gian tới thì Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang cố gắng tiếp tục đàm phán ít nhất là mỗi một tháng khoảng tầm 1,5 triệu liều.
Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong đợt này, thành phố được phân bổ 836.000 liều. Từ chiều nay, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành tiêm đại trà vaccine COVID-19 với 1.000 đội tiêm, đặt mục tiêu hoàn thành gấp rút trong vòng 5 ngày. Sự an toàn được đặt lên hàng đầu. Chúng ta biết là theo dự kiến là từ đây cho đến cuối năm đó, thì Việt Nam chúng ta sẽ nhận tổng cộng là hơn 100 triệu liều vaccine. Đúng không ạ? Thì riêng cái khoảng 10% cái nguồn vaccine của chính phủ đó, thì chúng ta đã tương đối đảm bảo rồi. Còn nguồn thứ hai là nguồn thành phố chủ động. Thì xin nói các bạn ngắn gọn như thế này. Ngắn gọn là hiện nay là cái nguồn mà thành phố Hồ Chí Minh đang hướng đến để đạt được là khoảng từ 5 đến 10 triệu liều trong năm nay. Bên cạnh nguồn vaccine COVID-19 do chính phủ phân bổ, thành phố Hồ Chí Minh đang chủ động tiếp cận với các nhà sản xuất vaccine trên thế giới. Nếu thuận lợi, thời gian để bao phủ miễn dịch cộng đồng cho người dân có thể sẽ đến sớm hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thử thách. Riêng trong đợt vaccine này, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có khoảng 6% dân số được chủng ngừa. Ngoài cái đội tiêm chủng đã có bác sĩ cấp cứu để theo dõi, thì các cái lực lượng mà xe cấp cứu cũng như là tại trên mỗi xe thì cũng có bác sĩ, một ekip cấp cứu là thực hiện là coi như là túc trực ở các cái địa điểm tiêm. Như vậy là làm sao để khi có sự cố xảy ra thì xe cấp cứu đến nhanh nhất trong vòng từ 2 đến 3 phút. Song song đó, quá trình nghiên cứu và sản xuất vaccine COVID-19 trong nước cũng đang nhận được những tín hiệu tích cực. Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục nỗ lực đàm phán với các nhà sản xuất để phấn đấu đến cuối năm nay, 2/3 người dân thành phố được tiêm vaccine COVID-19, tương đương với khoảng 7 triệu người. Rất nhiều lĩnh vực dịch vụ như các hoạt động nhà hàng, khách sạn, bán lẻ chiếm tới 40% lực lượng lao động cả nước. Khi dịch bùng phát trở lại, không ít lao động trong ngành phải nghỉ việc vì yêu cầu đóng cửa hoặc chỉ bán để mang đi. Để đảm bảo phát triển xã hội, nhiều cơ sở dịch vụ đã đề xuất đưa lao động làm việc trong lĩnh vực này vào diện ưu tiên tiêm phòng vaccine. 5 tầng, tương đương 1.000 m² mặt bằng của nhà hàng này, giờ đây do dịch phải gần như ngừng hoạt động. Dù đơn vị có phục vụ dịch vụ bán hàng mang đi, thế nhưng từ sáng đến giờ vẫn chưa nhận được đơn hàng nào. Sau 4 đợt dịch, ngành dịch vụ cứ đóng cửa rồi mở cửa, lao động thì cứ hao hụt đi. Lúc này, giải pháp lâu dài nhất theo đơn vị là người lao động của họ phải được tiếp cận vaccine. Đối với ngành kinh doanh dịch vụ chúng tôi thì đặc thù là tiếp xúc với khách hàng. Chúng tôi cũng có kiến nghị là nhà nước nên có một cái nguồn vaccine nào đấy mà chúng tôi tự trả chi phí cũng được, nhưng mà được phân bổ cái vaccine để chúng tôi có thể bảo vệ sức khỏe cho cán bộ công nhân viên, đồng thời là bảo vệ sức khỏe cộng đồng bởi vì chúng tôi tiếp xúc rất nhiều. Nên có cái phân bổ cái hạn ngạch hoặc là một phần cái lượng vaccine sẽ mua được cho các doanh nghiệp làm trong khối nhà hàng dịch vụ, bởi vì họ là những người thường xuyên tiếp xúc với khách hàng và có khả năng lây nhiễm cũng như là lây nhiễm cho người khác nếu họ mắc phải cái COVID. Trước lĩnh vực nhà hàng, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam đã có công văn kiến nghị đưa lao động ngành bán lẻ vào mục tiêu ưu tiên và danh mục ưu tiên vaccine. Lý do là theo Nghị quyết 21 về mua và sử dụng vaccine, 9 đối tượng ưu tiên hiện nay chưa có lao động trong lĩnh vực dịch vụ như là bán lẻ, nhà hàng. Thì chúng ta không thể tiếp tục cứ lockdown, cứ giãn cách xã hội cực đoan mãi được. Thế cho nên dẫn đến một cái điều rằng là chúng ta sẽ phải mở cửa hàng, mở các dịch vụ như là siêu thị, cửa hàng ăn uống hay là phục vụ. Thế thì để đảm bảo cái điều đó thì tôi nghĩ rằng chúng ta, chính phủ nên có cái điều chỉnh về cái danh mục ưu tiên cho những người tiêm vaccine. Dịch vụ nói chung cũng như dịch vụ ở những du lịch nói riêng là cái ngành thâm lạm hay là cách khác là sử dụng lao động xã hội rất lớn. Các biện pháp hỗ trợ bên 5K cộng với cái công nghệ theo dõi ứng dụng trong vấn đề phân loại và đảm bảo sự an toàn của người dùng cũng như cơ sở dịch vụ dùng, thì cộng với vaccine nữa thì chúng ta sẽ nhanh chóng đi đến xã hội bình thường. Trước đó, vào tháng 5 năm 2021, việc dịch xâm nhập vào khu công nghiệp khiến chính phủ đã phải đưa ra quyết sách công nhân phải được ưu tiên tiêm phòng vaccine. Dù ban đầu theo Nghị định 21, công nhân không thuộc danh sách này. Các chuyên gia cho rằng việc bổ sung cập nhật các đối tượng ưu tiên vaccine theo tình hình mới là cần thiết.